Quế Ngọc Hải hỏi là trước trận đấu với đội tuyển Thái Lan, phản đáp lại phủ phàng nhưng đầy ẩn ý. Dù đang trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho trận đấu bán kết gặp đội tuyển Thái Lan nhưng đội trưởng Quế Ngọc Hải lại khiến người hâm mộ đoán già đoán non khi đặt một câu hỏi lạ, lùng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, đội trưởng Quế Ngọc Hải có đăng tải hình ảnh anh cùng một số đồng đội khác là Tiến Linh, Hoàng Đức, Thành Trung đang thoải mái nghỉ ngơi sau nhiều giờ tập luyện. Thế nhưng điều khiến cộng đồng mạng quan tâm đó là câu hỏi mà chân sút câu lạc bộ Việt theo đặt ra, Việt Nam có nhớ chúng tôi không? Nhiều phán hâm mộ hoang mang trước câu hỏi này, bởi lẽ đội tuyển đang chiến đấu tại Singapore và đang có những thành tích thuận lợi. Tại sao Quế Ngọc Hải lại đặt ra câu hỏi lạ lùng đến vậy? Thế nhưng khi tìm hiểu kỹ, phía dưới phần bình luận, cổ động viên nước nhà mới thở phào nhẹ nhõm khi biết lý do thực sự. Khi bình luận viên Trương Anh Ngọc thẳng thắn trả lời, có, thì Quý Ngọc Hải đáp lại, nhưng chưa nên về anh à. Tiếp theo đó, bên luyện viên quốc dân còn gửi đến nam cầu thủ một lời như trao trọng trách, chỉ được về với chiếc cấp thôi nha. Trong khi đó, cầu thủ đoàn văn hậu cũng góp mặt, đưa ra một câu trả lời đanh như xét đánh ngang tay cho câu hỏi bông đùa của đội trưởng, không không. Điều này khiến dân mạng cực kỳ thích thú bởi sự dứt khoát của văn hậu tạo niềm tin vững chắc cho việc đội tuyển của chúng ta vẫn sẽ còn ở lại Singapore một thời gian nữa để đi tiếp các trận đấu quan trọng tại AFF Cup 2020. Ngoài ra, dòng bình luận của bà xã của Quế Ngọc Hải là Dương Thùy Phương cũng khiến khán giả cười bò, ở nhà đang vui, bạn cứ chung kết xong rồi về nhé. Kèm theo đó là hình ảnh con gái nhỏ Sunny đáng yêu. Theo dõi sự tương tác trò chuyện giữa các tuyển thủ, đa số trong đó là những lời động viên tinh thần của vụ Quế Ngọc Hải và đồng đội. Vậy nên câu hỏi ban đầu Việt Nam có nhớ chúng tôi không? Hóa ra chỉ là lời hỏi thăm và gửi tín hiệu về quê nhà rằng hãy luôn tin tưởng, đồng hành cùng đội tuyển trong các trận đấu quan trọng tiếp theo. Vào ngày 23 tháng 12, Việt Nam sẽ so găng với Thái Lan trong trận thi đấu bán kết lượt đi. Tất cả các cầu thủ đều tỏ ra thoải mái và tự tin trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2020.